Chào mừng các bạn đến với Minh Phụng Music. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua những con phố nhộn nhịp của Sài Gòn đến với quận Bình Thạnh. Một ngày trời nắng đẹp, còn gì tuyệt vời hơn khi được lên đường để bàn giao cây piano điện quốc dân 2024 Kidman B25 đến với bạn gái dễ thương. Nào cùng theo team nhé. Bây giờ đội đã đến nhà khách và sẵn sàng bắt đầu công việc đầu tiên, lắp chân đàn chữ U, một phụ kiện được thiết kế đặc biệt dành cho Kidman B25. Đây không chỉ là chân đàn chất lượng với kết cấu siêu bền, chịu được trọng lượng lớn mà còn có giá ưu đãi chỉ 350.000 đồng khi mua cùng B25. Việc lắp ráp này đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Khi chơi nhạc trên B25, các bạn có thể theo dõi chi tiết cách lắp ráp trong phần mô tả video nhé. Trong khi theo dõi quy trình làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ, bạn khách hỏi team là: em chỉ có thể ghé showroom 6 giờ làm việc, liệu Minh Phụng Music còn mở cửa không? Minh Phụng Music luôn linh hoạt về thời gian, đảm bảo mỗi khách hàng đều nhận được sự chăm sóc tận tình, tư vấn chu đáo tại showroom qua lịch hẹn hoặc nhanh chóng qua fanpage, hotline. Bạn gái chia sẻ thêm rằng rất thích tính năng phát nhạc qua Bluetooth audio trên cái đàn Kidman B25, và nếu các bạn cũng đang tò mò về tính năng này, hãy cùng tìm hiểu nhé. Bluetooth audio là một công nghệ cho phép phát nhạc từ điện thoại trực tiếp qua loa của piano mà không cần dây kết nối. Với Kidman B25, bạn chỉ cần 7 triệu đồng để sở hữu một cây đàn vừa đẹp vừa hiện đại với công nghệ tiên tiến. Bây giờ hãy khám phá những điểm nổi bật trên Kidman B25 với mình nhé. Đàn với màn hình chén gương cùng dải đèn LED ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô phỏng cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 màu đầy ấn tượng trên B25, cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ với chip SAM 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, expo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI, giúp việc học nhạc qua các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. Bluetooth audio phát nhạc trực tiếp qua loa đàn cùng với tính năng percussion piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí ở mỗi buổi bàn giao. Đội ngũ Minh Phụng luôn kiểm tra lại toàn bộ cái đàn một cách kỹ lưỡng, từ bề mặt phụ kiện đi kèm cho đến chất lượng âm thanh và cả phím đàn, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo trước khi trao đến tay khách hàng. Đội ngũ nhân viên cảm ơn các bạn đã tin tưởng và chọn lựa Kidman B25 đồng hành trong hành trình âm nhạc. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái đàn ấn tượng với mức giá siêu sale hấp dẫn, hãy ghé ngay các kho đàn của Minh Phụng Music tại quận 3, Tân Bình và quận 12 để khám phá thêm nhiều mẫu đàn tuyệt vời khác. Cảm ơn và hẹn gặp lại.